Tìm kiếm cơ hội vào đại học tại các đợt xét tuyển bổ sung, cánh cửa rộng mở hơn. Tuy nhiên, các thí sinh cần thận trọng trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp. Nhưng mà những ngành mà em đăng ký ở nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 thì nó không đỗ. Cũng rủi ro nhưng mà nếu mà được học ngành mình thích thì vẫn ok hơn. Thưa quý vị, từ nay cho đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, tức là chỉ còn hơn một ngày nữa, là thời gian còn lại để các thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục. Tuy nhiên thì theo ước tính vẫn còn hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển nhưng mà chưa xác nhận nhập học. Thực tế dẫn đến một lượng thí sinh ảo không nhỏ tại các trường đại học. Vì vậy mà từ tuần này, song song với việc tổ chức nhập học cho tân sinh viên thì không ít trường tiếp tục công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Từ ngày 9 tháng 9, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển bổ sung và đây được xem là cơ hội để các thí sinh tiếp tục tìm kiếm ngành nghề mình mong muốn. Dù vậy thì vẫn cần phải cẩn trọng trước khi đặt nguyện vọng. Ghi nhận tại phòng tuyển sinh trường đại học này, thí sinh quan tâm đến chỉ tiêu xét tuyển bổ sung không ít. Không đỗ vào ngành học mình mong muốn, Hương Diệu cũng bỏ qua các nguyện vọng đã đăng ký ở đợt 1, chấp nhận rủi ro để tìm cơ hội trong đợt xét tuyển bổ sung. Đầu là em đăng ký tất cả các trường đều có ngành thương mại điện tử, nhưng mà những ngành mà em đăng ký ở nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 thì nó không đỗ. Nên là em đã đi tìm, cũng rủi ro nhưng mà nếu mà được học ngành mình thích thì vẫn ok hơn. Em có suy nghĩ lại là em thích marketing hơn, thì em có tìm hiểu trường này, thì có cái ngành của em yêu thích thì em đã đăng ký sang bên trường này. Theo nhận định của các trường, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin về khoa, ngành xét tuyển. Cũng bởi số lượng chỉ tiêu tuyển bổ sung không nhiều như năm trước. Đáng nói các trường đại học công lập top trên và giữa hầu như đã tuyển đủ chỉ tiêu. Ngay từ đợt 1 thì nhà trường về cơ bản là nhà trường đã tuyển đủ cái chỉ tiêu tuyển sinh. Thì có một vài khoa là so với cái chỉ tiêu quy định thì có thiếu một chút. Đại học Đại Nam thì dành khoảng 200 cái chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cho khối ngành sức khỏe và khối ngành kinh tế. Tìm kiếm cơ hội tại đợt xét tuyển bổ sung đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ phải từ bỏ những nguyện vọng đã trúng tuyển trong đợt 1. Vì vậy, việc tìm hiểu thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng là điều cần thiết giúp thí sinh chọn đúng ngành nghề theo năng lực cùng môi trường đào tạo phù hợp.